Ngày 5 tháng 11, ông Nguyễn Văn Trang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nông Nơ Đi, huyện Rồng Nô, tỉnh Đắk Nông cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một trường hợp tai nạn máy cày khiến một bé trai 6 tuổi tử vong. Cụ thể, anh Đặng Văn Khôi, 24 tuổi, trú tại thôn Nam Giao, xã Nâm Nơ Đi, tỉnh Đắk Nông, dùng máy cày để phay kéo đất trên ruộng nhà. Lúc này, cháu DTK, 6 tuổi, cùng ba cháu nhỏ khác nô đùa, chạy đuổi nhau trên ruộng. Không may cháu ca bị cuốn vào gầm sàn sới đang hoạt động. Khi anh Khôi phát hiện và dừng máy thì cháu ca đã tử vong. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ủy ban Nhân dân xã Nâm Nơ Đi, tỉnh Đắk Nông đã động viên chia buồn cùng gia đình cháu ca. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông cũng yêu cầu các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường phối hợp trong phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, trong đó một trong những nội dung trọng tâm là tăng cường công tác truyền thông, giáo dục kiến thức cho cha mẹ, gia đình, cộng đồng về tạo lập môi trường an toàn, phòng ngừa tai nạn thương tích trẻ em. Ngày 5 tháng 11, Công an tỉnh Bình Phước vừa phối hợp với Công an huyện Lộc Ninh tổ chức khám nghiệm điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng khiến hai anh em ruột thương vong. Cụ thể, vào chiều 4 tháng 11, anh Lưu Đình Ba, 38 tuổi, ngụ xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, xảy ra mâu thuẫn dẫn tới đánh nhau với anh ruột của mình là Lưu Đình Bốn, 41 tuổi, ngụ xã Lộc Hòa, tỉnh Bình Phước nguyên nhân ban đầu được cho là cạo nhầm vườn cây cao su của nhau tại ấp thanh biên xã lộc thanh huyện lộc ninh tỉnh bình phước trong lúc đánh nhau bốn lấy một cây tre đánh ba thấy vậy ba cũng lấy một cây gỗ đánh vào đầu bốn khiến người anh ngã xuống đất sự việc chỉ dừng lại khi người thân của cả hai vào căn ngăn đưa bốn và ba đi cấp cứu tuy nhiên do vết thương quá nặng bốn đã tử vong sau đó vụ việc hiện đang được cơ quan công an điều tra xử lý theo quy định của pháp luật Ngày 5 tháng 11, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Lắc, Đắk Lắc cho biết sẽ cho xác minh thông tin hai du khách bị voi quật ngã khi đi du lịch trên địa bàn huyện này. Trước đó, mạng xã hội lan truyền hai video ngắn, trong đó một clip ghi lại cảnh một du khách nam sờ vào voi voi và giới thiệu voi có thể sờ được nha mọi người. Khi bị voi dùng vòi quật ngã lộn một vòng. Một video khác quay cảnh một cô gái sờ vào vùng mông của con voi đang chở khách thì bị voi này đá vào người ngã ra đường. Được biết các du khách này đang trong chuyến du lịch tại huyện Lắc Đắk Lắc. Các clip này khi đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng việc du khách có hành động sờ vào voi mà chưa có sự đồng ý của một chủ voi là khá liều lĩnh, có thể gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh. Theo thông tin ban đầu, con voi trong clip là voi cái tên là Na 45 tuổi, thuộc sở hữu người bà con của anh IVE, một chủ voi tại huyện Lắc. Theo anh IVE, nài voi đã nhắc nhở các du khách không được đến gần voi, nhưng khách vẫn chạm và chọc ghẹo voi dẫn đến vụ việc đáng tiếc trên. Anh IVE cũng cho biết cả hai du khách trong clip đến từ Lâm Đồng, may mắn là không bị thương tích. Ngay khi biết họ đăng tải clip trên mạng xã hội, anh lo ngại sẽ ảnh hưởng đến du lịch địa phương nên nhờ họ gỡ xuống, nhưng clip vẫn lan truyền rộng rãi trên các nền tảng trực tuyến. Ngày 5 tháng 11, công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết đang điều tra làm rõ vụ một điều dưỡng bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước bị hành hung tại nơi làm việc gây thương tích. Cụ thể, điều dưỡng Trương Ngọc Nghĩa làm việc tại khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước có tiếp nhận bệnh nhân NMD ngụ thành phố Đồng Xoài tỉnh Bình Phước vào viện với vết thương ở bàn tay phải. Trong lúc hướng dẫn khai hồ sơ, điều dưỡng Nghĩa đề nghị người nhà bệnh nhân ghi đúng tuổi theo năm sinh của bệnh nhân, nhưng do phía người nhà bệnh nhân viết hai lần vẫn chưa đúng, nên anh Nghĩa yêu cầu phải viết lại. Lúc này, một số người nhà bệnh nhân đã bất ngờ dùng ghế đuổi đánh điều dưỡng Nghĩa, khiến anh bị thương ở cánh tay, bàn tay và phần đầu. Anh Nghĩa cho biết, một người nhà bệnh nhân đã tát anh ba cái rồi tiếp tục hất bàn làm việc khiến anh bị ngã ra đất, một người khác đã dùng ghế đánh anh, mặc dù anh đã bỏ chạy nhưng vẫn bị người này hành hung quyết liệt. Hiện tại sức khỏe của điều dưỡng nghĩa ổn định nhưng phần đầu đang bị đau, choáng, cần chụp chiếu để kiểm tra kỹ các chấn thương. Công an thành phố Đồng Xoài cũng đã khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera mời những người liên quan để làm rõ vụ việc. Ngày 5 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kết luận điều tra vụ án buôn lậu xảy ra tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Cụ thể, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố các bị can Nguyễn Anh Tuấn 33 tuổi, quận Bình Tân, Nguyễn Thị Thúy Nga 29 tuổi, quận Bình Tân, vợ Tuấn, Nguyễn Minh Trung em ruột Nga và Lê Văn Ngọc 43 tuổi, quận Gò Vấp, nhân viên kỹ thuật phụ trách bảo dưỡng máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất về tội buôn lậu theo khoản 4 điều 188 Bộ luật hình sự. Cơ quan cảnh sát điều tra PC01 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam Lê Văn Ngọc và Nguyễn Anh Tuấn về tội buôn lậu, cùng bị cáo Nguyễn Thị Thúy Nga với vai trò đồng phạm. Cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh xác định bị can Tuấn và đồng bọn đã buôn lậu hơn 600 điện thoại iPhone 14 Pro Max với giá trị gần 20 tỷ đồng từ Thái Lan về Việt Nam bằng đường hàng không qua cảng hàng không quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất. Theo đó, từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2022, Ngọc đã hỗ trợ Tuấn và nga vận chuyển chót lọt 600 điện thoại iPhone 14 Pro Max với tổng giá trị gần 20 tỷ đồng. Ngọc nhận tiền công hơn 533 triệu đồng. Đến tháng 12 năm 2022, để giúp cho hoạt động buôn lậu giảm bớt chi phí, tăng lợi nhuận, vợ chồng Tuấn, nga thuê bị can Chung vận chuyển điện thoại mua từ Thái Lan về Việt Nam mà không qua khai báo hải quan bằng cách tháo máy khỏi vỏ hộp dùng bánh kẹo nhét vào vỏ hộp, còn máy thì giấu trong người. Theo kết luận điều tra, Trung giúp sức cho Tuấn, Nga buôn lậu chót lọt nhiều chuyến hàng cho đến khi bị phát hiện, bắt giữ với tổng trị giá hàng hóa buôn lậu hơn 2,3 tỷ đồng hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam cho biết hiện nhu cầu nhập khẩu thủy sản việt từ các đối tác lớn đến từ thị trường trọng điểm như nhật bản mỹ trung quốc gia tăng đáng kể nhiều mặt hàng ngược dòng tăng trưởng tới hai con số đặc biệt nhu cầu nhập khẩu phục vụ lễ tết đang tích cực trong những tháng cuối năm Cụ thể, từ tháng 6 trở đi, tăng trưởng âm của ngành thủy sản thu hẹp dần. Trong tháng 10, xuất khẩu thủy sản ước đạt trên 863 triệu đô la Mỹ, chỉ còn giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến hết tháng 10 năm nay, xuất khẩu thủy sản thu về gần 7,5 tỷ đô la Mỹ, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Đóng góp trong kim ngạch ngành thủy sản xuất khẩu tôm đạt 2,8 tỷ đô la Mỹ, giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Trương Đình Huệ, Tổng thư ký Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam cho cho biết trong thời gian tới xuất khẩu tôm trong những tháng cuối năm và năm 2024 sẽ phụ thuộc phần lớn vào những biến động trên thị trường Mỹ. Thưa quý vị, khoảng 7 giờ 30 phút sáng ngày 4 tháng 11 tại thôn Cầu Đông, xã Quang Trung, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng xảy ra một vụ nổ nghi do nổ pháo khiến gian nhà tạm cấp 4 đổ sập, nhiều phần thi thể người được phát hiện vương vãi khắp nơi liên quan đến sự việc trên. Cơ quan công an đã có những kết luận điều tra ban đầu. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện An Lão, thành phố Hải Phòng phối hợp với Công an xã Quang Trung thu thập chứng cứ tiến hành ghi lời khai của những người có liên quan và điều tra xác minh nguyên nhân. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 4 tháng 11, tại nhà ở anh Đào Xuân Quy, bất ngờ xảy ra tiếng nổ lớn khiến dân phòng ngủ của anh Quy bị đổ sập. Cũng theo cơ quan công an, gia đình anh Đào Xuân Quy có 3 nhân khẩu, gồm anh Quy, ông Đào Xuân Quang, sinh năm 1957, bố đẻ, và bà Đỗ Thị Lánh, sinh năm 1957, mẹ đẻ. Vào tối ngày 3 tháng 11, vợ chồng ông Quang ngủ tại căn nhà dưới, còn anh Quy một mình ngủ ở nhà trên của gia đình tuy nhiên từ sau khi xảy ra vụ nổ đến nay chưa xác định tung tích của anh đào xuân quy hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện an lão tiếp tục phối hợp với viện kiểm sát nhân dân huyện an lão phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố hải phòng và ban ngành chính quyền của địa phương tập trung xác minh thu thập tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật